tiếp tục mổ xa cầm nha các bạn. Đây mình sửa cầm gà cứng lại mới được. Đây mình rớt xuống cái bành luôn. Xin cảm nha các bạn. Đây mình leo lên các bạn thấy. Ô này nhỏ các bạn ơi. Đốt được. Thầy ơi, ông gần nhà ta mình nói chuyện hơi nhỏ các bạn. Bạn thông cảm mình nha. Cháy luôn các bạn ơi. Nó hơi gần nhà nhưng mình không dám đi. Ô mà cũng nhỏ à. Ô mình nó hơi bị xa cạnh đó các bạn. Chết mẹ không biết cái dao. Còn nằm đây không? Mình hơi bự con các bạn nên mình ớn mấy cây xa cạnh này lắm. Bảy mấy ký rồi. Cũng hơi ngán. Ngon thấy không? Ngon mấy các bạn. Lên thôi. Chưa thấy mặt đâu nữa các bạn ơi. Ô mình hơi bị hôn đấy. Ây da, nó đánh quá các bạn ơi. Con mặt nó xịu các bạn ơi. Cảnh quá các bạn ơi. Đây làm cho khó nhiều lắm rồi. Chết mẹ rồi. Chuyên nghiệp gì vậy? Kỳ vậy tại. Chết luôn.
tụi con khổ các bạn. Pha này là ớn lắm. Bích trơn các bạn. Vào đâu đây? Ớn chút các bạn ơi. Khó lắm quá. Ngán những cái pha này nè các bạn. Từ bình tĩnh các bạn ơi. Bắt ong mà mấy dân nhỏ con thì rất là dễ các bạn. Mà mình khá là bự con các bạn ơi. Cũng thông cảm cho mình. Mình bảy mấy ký lận các bạn. Cái pha này mình ớn lắm. Không được như mấy anh em khác. Như Thọ Nguyễn rồi đó các bạn. Anh đó thì ốm. Anh leo được cái cây này rất bình thường. Còn mình thì quá mập. Mà tại cái đam mê đó các bạn ơi. Nghe thấy không? Rồi xử lý hơi chậm nữa. Em xuống thôi. Chết quần luôn các bạn ơi. Tôi bình tĩnh xuống để gớt mặt cây xong luôn các bạn. Cái này xuống sẻ các bạn ơi. Leo thì mình không có quan trọng. Điều quan trọng là mấy cái bò kia, thấy không? Bò cái xa quá mình hơi ngán. Chung là tại mình mập á. Bớ đứa tại hồi đó mình cũng có té lần các bạn. Giờ cũng hơi ớn giờ. Nhìn chắc các bạn đánh giá mình chắc leo dở không? Không phải đâu, tại vì mình cây nó mỏng các bạn, nên mình dọn từ từ á các bạn, chứ không phải là mình leo dở rồi, mình leo cũng được lắm. Câu này quá nó đẹp rồi, phụ mặt nó hơi bị lỗi các bạn, nó hơi nhỏ rồi. Thằng vá nữa các bạn. Thôi, video này mình tạm thời kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye các bạn.